chúng ta hoạt động ngoài trời và bơi dưới nước, nên các bạn sẽ chọn các sản phẩm có ghi dòng chữ Waterproof, loại không trôi không lem để thích hợp cho việc bơi dưới nước. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Trước tiên mình sẽ bôi kem chống nắng, lấy một ít kem và làm đều lên mặt. Tiếp theo đến bước kem nền, mình sẽ lấy một chút kem nền và bôi ra tay. Sau đó mình dùng cọ tán đều lên cả gương mặt. Các bạn nhớ chấm trước tiên ở những vị trí rộng như là hai bên má, trán và một chút dưới cằm. Thank you.
mạch khác bằng mắt thì mình nghĩ là chúng ta chỉ làm đơn giản như thế này thôi. Vì chỉ cần kẻ eyeliner hoặc một chút phấn màu mắt hơi sáng như này thì đôi mắt của chúng ta cũng đã được long lanh rồi. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nước kẻ mi. Các bạn nhớ kẻ làm sao cho hàng mi thật cong và đều. Các bạn cũng có thể sử dụng mi giả, hoặc là chúng ta chỉ kẹp mi sau đó thì chuốt mascara cho thật dày. Mình sẽ dùng loại mascara dành cho việc đi bơi, loại không trôi không lem. Và một điều quan trọng là các bạn nhớ chú ý chúng ta chỉ trải mascara cho mi trên, tuyệt đối chúng ta sẽ không trải mascara cho mi dưới. Mắt bên này cũng là như vậy. Cuối cùng là bước son môi. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đánh son bằng chì. Mình nghĩ là đánh son bằng chì thì son môi khi mà xuống nước nó sẽ giữ được lâu hơn. Sau khi tô son bằng chì xong, chúng ta sẽ sử dụng thật nhiều son dưỡng để bôi lên môi, giúp cho đôi môi khi xuống nước sẽ không bị khô nữa. Nếu như các bạn không đánh bằng chì, các bạn có thể sử dụng son dưỡng có màu để đánh cho đôi môi cũng được. Vậy là xong rồi, chúng ta cùng xem lại đánh.